Chùa Hà Tiên thuộc địa bàn xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong ba ngôi đại danh lam xưa được xây dựng vào thế kỷ thứ 13 thời Lý Trần. Chùa Hà Tiên được biết đến là một trung tâm tu tập lớn của Tăng Ni, nơi hoằng pháp cho đông đảo Phật tử trong vùng và phụ cận. Nơi đây đã từng là trung tâm đào tạo Phật giáo ở phía Bắc Kinh Thành Thăng Long. Với vườn tháp còn nguyên vẹn 8 ngôi cổ tháp mộ, mang những đặc điểm của mộ tháp sư thời Hậu Lê và thời Nguyễn, minh chứng cho sự ổn định lâu dài qua nhiều thế hệ chư tổ trụ trì và viên tịch. Chùa Hà Tiên hôm nay như một công trình văn hóa tiêu biểu thể hiện rõ sắc thái văn hóa truyền thống kiến trúc Phật giáo và sự tiếp biến của các yếu tố văn hóa khu vực. Tất cả đã tạo nên sự hòa quyện mang nét đặc trưng tiêu biểu cho hệ thống chùa cảnh trong tỉnh và vùng phụ cận. Tập 1 ký sự Vĩnh Phúc những dấu địa linh với tựa đề Hà Tiên Tự đại danh lam xưa còn mãi được phát sóng vào 20:40 ngày 28 tháng 10, phát lại 8:45 ngày 29 tháng 10 và 13:15 ngày 31 tháng 10 năm 2016 trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về ngôi cổ tự có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống của nhân dân trong vùng. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem.